151 cái trang web khác. Ở trong này có 3-4 trang web và 151 trang web là không thực hiện cái nghĩa vụ thực hiện quyền tác giả. Tôi mong rằng là những cái ESC này để các bạn hãy làm sáng tạo ra những sản phẩm trí tuệ và copy nó lại để mà nhiều người khác được hưởng. Because you're gonna text your answer to us. Really amazing.